đúng gù cong nha bạn. Cái này chắc lấy mặt tiền bên đây nè, mình chọn gục nung ngay chỗ này. Cái này về xuống đế nha, tí xíu nha bạn, cái này rễ nè, nó bủa rộng này nè, là mình giữ lại cục đất nha bạn, cục đất để mình gãi đi. Nuôi công cái này cao khoảng 22 thôi, em để chai nước cho bạn rồi so sánh với nữa. Cái này thì cái hoành không lớn, này hoành chắc khoảng 20 22, sát gốc chắc khoảng 22 chỗ này. Cái này mốt nó ra cành vòng vòng đây, mọc dễ trúng lắm. Nuôi công nha bạn, mình bán mấy cây nhỏ nhỏ nha, mùa này nắng quá cũng không có cây cối gì mới.